chắc các em nghe ổn đúng không? Có nghe rõ không? Thầy chữa bài nhá. Trong công nghiệp, hôm nay mình chữa full 40 câu. Trong công nghiệp nên là mình làm việc rất hết sức khẩn trương luôn. Trong công nghiệp để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X có màng ngăn. Chất X là, đây thì chất X là NaCl nhé. Chất X 1G. 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 NaCl, bởi vì mình có này. NaCl này. Trong môi trường nước này. Điện phân dung dịch thì mình thu được có màng ngăn này. Có màng ngăn. Thì mình thu được NaOH cộng clo cộng hydro. Thấy chưa? Hơi mờ. Đáp án đúng này, 1 giây. Sang câu 42. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt. Thì quá trình đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt ấy thì nó sẽ gây ra cho chúng ta gì? Sinh ra khí CO2 với khí CO. Được chưa? Thì nó là gây ô nhiễm không khí. Quang hợp của cây xanh sinh ra khí oxy. Không gây ô nhiễm đúng không? Đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô cũng khi sinh ra CO2 NO gây ô nhiễm. Đốt nhiên liệu trong lò cao cũng vậy. Vậy đáp án đúng là đáp án B. 42B. 42B. 41Y đây. Thấy chưa nào? Tiếp tục nha. 43. Chất nào sau đây vừa phản ứng dịch NaOH vừa phản ứng dịch HCl? Thế thì AlCl3 thì chỉ phản ứng NaOH. Al243 lần cũng chỉ phản ứng NaOH. NaLO2 chỉ phản ứng HCl. Chỉ có Al2O3 thì phản ứng cả NaOH và cả HCl. Vì vậy nên là 43 đáp án mình đáp án D. Các em nhìn thấy viết phương trình này. Al2O3 mà ăn với lại NaOH ấy thì nó tạo thành Na. Trong này có nước đấy nha. AlOH 4 lần. Tiếp tục ta có Al2O3 mà ăn với lại HCl thì thu được AlCl3 cộng nước. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là 43 đáp án D. Được chưa? Câu 44. Câu 44. Oxit nào sau đây tác dụng HCl sinh ra hỗn hợp muối? Oxit nào sau đây tác dụng HCl sinh ra hỗn hợp muối thì các em lưu ý cho thầy nhé. Al2O3 tác dụng HCl thì chỉ tạo thành AlCl3 thôi. 2O3 này cộng HCl này thì tạo thành AlCl3. Fe3O4 mà cộng với lại HCl thì nó tạo thành FeCl2 cộng FeCl3 cộng với lại H2O. Đúng chưa? Vậy ở đây chắc chắn thằng Fe3O4 thì sinh ra hỗn hợp muối. Vậy là 44. Ý B. Được chưa? 45. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Bằng phản ứng trùng hợp nhé. Điều kiện để có phản ứng trùng hợp là phải nối đôi CC đúng không? Vậy thì polysaccharide không? Polyethylene terephthalate là trùng ngưng. Nylon 6,6 là trùng ngưng. Trùng hợp là polyvinyl clorua. CH2 nối đôi CHCl. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác N lần để tạo thành CH2 CHCl. Tất cả N lần. Đây là polyvinyl clorua. Tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp. Đáp án B. 45B. 46. Cho dung dịch. Ok, Trúc Thành, hello. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với NaOH thì tạo thành kết tụ màu gì? Thế câu 46 này. Thì FeCl3 mà tác dụng với NaOH thì nó tạo thành FeOH 3 lần kết tụ màu nâu đỏ. Vậy 46 chúng ta đáp án này. Ok chưa? 47. Sản phẩm của phản ứng ete hóa giữa ancol metilic và ancol propionic. Ete hóa giữa ancol metilic. Ancol metilic là CH3OH. Acid propionic là C2H5COH. Mũi tên hai chiều này, H cộng này, để tạo thành C2H5COO CH3
metin propionat tan B. Được chưa? Nguyễn Duy Hiền đúng, Trúc Thanh đúng. Các em share trong nhóm like xong các em comment nhiều để cho các bạn cùng biết là thầy đang like để mà vào học nhá. Câu 48. Câu 48. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỷ tím chuyển màu? Lưu ý là không làm quỷ tím chuyển màu nhá. Etinamin là CH3N2 làm quỷ chuyển màu xanh này. Etinamin là C2H5N2. Đây, câu các em nhìn nhá. Câu 48 này. Etinamin C2H5N2 làm quỷ đổi màu này. Anilin C6H5N2 làm quỷ không đổi màu này. Metinamin CH3NH2 làm quỷ đổi màu này. Và trimetinamin là CH3 làm quỷ đổi màu này. Vậy chỉ có anilin là không làm quỷ đổi màu. Nên đáp án đúng mình đáp án B. Nguyễn Thị Hiền chính xác, Trúc Thanh chính xác. Câu 49. Trong các kim loại thì kim loại có tính khử mạnh nhất là? Trong các kim loại thì kim loại có tính khử mạnh nhất là? Thì em lưu ý nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy magie là mạnh nhất, mạnh hơn nhôm. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. 49 B. Rồi, tốt Trúc Thanh, Phạm Mặt Trang chính xác, tốt. Câu 50. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Thế thì phản ứng NaOH trong dịch thì gliala là thằng peptide thì có phản ứng thủy phân nhá. Glycine thì có nhóm COH và có phản ứng nhá. Methyl formate anh này. HCOO CH3 anh này là este. Có phản ứng thủy phân nhá. Mỗi thằng metinamin CH3NH2 3 giờ rồi, không phản ứng với NaOH nữa. Nên 50 đáp án mình là đáp án C. Được chưa? Câu 51 để ố tặng sai. 51 các em thử comment đáp án này xem nào. 51 các em thử comment đáp án này xem nào. Ối bạn sai của 51. 51 các em thử comment đáp án này xem nào. Nhiều bạn sai của 51 lắm. Cực kỳ nhiều bạn sai của 51. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất nung 100 kg đá vôi. Xem kỹ này, nhìn thật kỹ này, câu 51 này. Đá vôi CaCO3, 100 kg đá vôi chứa 80% CaCO3 về khối lượng. Vậy khối lượng của CaCO3 là bằng 0.8 × 100 bằng 80. Vậy số mol bằng 80 chia 100, 0.8 nung lên thì được CaO CO2 0.8. Vậy chất rắn còn lại bằng 0.8 nhân với 56 bằng 41.8. Rất nhiều bạn chọn B nhưng mà sai. Đáp án đúng phải đáp án C, 64.8. Tại sao? Tại vì này, thằng này gồm CaCO3 nguyên chất là 0.8 mol nhá. Và gì? Tạp chất trơ 80g là CaCO3 nguyên chất, thì tạp chất trơ là 20 kg. Đúng chưa? Vậy M chất rắn bằng MCO cộng M tạp chất trơ, nó bằng 64.8. Nên đáp án đúng đáp án C, 51 đáp án C. Được chưa? Hiểu chưa các em? Câu 52. Kim loại chrome tan ở trong dịch nào? Câu 52. Kim loại chrome tan ở trong dung dịch nào? Thế thì chúng ta lưu ý là chrome bị thụ động nhôm sắt. Chrome bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội. Vậy thì thụ động là nó không phản ứng, đúng chưa? Thụ động nó không phản ứng. Anh Nguyễn Tê Khải xa rồi này. A không phản ứng, B không phản ứng. Chắc chắn chrome không tan trong NaOH loãng, vậy chỉ có thể là tác dụng HCl loãng. Câu 52 đáp án C, thì viết phương trình nhé. Chrome cộng HCl nóng để tạo thành CrCl2 cộng H2. Nhớ phương trình nhé, chrome thì chrome dương 2 thôi. Nhớ chưa? Nốt lại trong vở nhé, hoặc ghi lại thẳng vào trong sách để mình nhớ. Khi mà luyện đề với thầy, các em cần có một quyển sổ để ghi lại, được chưa? Câu 53. Cho 5g hỗn hợp X gồm
bạc và nhôm. Câu này nhiều đứa chết này. 5 gram hỗn hợp gồm bạc và nhôm vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí hydro 0,15. Các em lưu ý một chút nha, các em lưu ý một chút này. Bạc không tác dụng HCl, bởi vì bạc đứng sau hydro. Nhôm tác dụng HCl tạo thành hydro. Một nhôm thì sinh ra 3/2 hydro. Vậy mình tìm được số mol nhôm bằng 0,15 chia 3/2, 0,1. Suy ra tìm được mol nhôm bằng 0,1 nhân 27 bằng 2,7. Suy ra phần trăm khối lượng của nhôm bằng 2,7 chia cho 5 nhân 100 thì bằng 54%. Đáp án đúng đáp án. À, với 53 chúng ta đáp án này. Trúc Thanh chính xác, rất tốt. Rất rất tốt. Chính xác. Sang câu 54. Sang câu 54. Sang câu 54. 54. Khử hoàn toàn 32 gam CuO. Mình tìm được số mol của CuO. 32 chia cho 80 thì bằng 0,4. Thành kim loại thì cần vừa đủ với lý khí CO để tạo thành Cu cộng với CO2, tỷ lệ 1:1 hết. Vậy anh này 0,4 thì anh này 0,4. 0,4 mà nhân với lại 22,4 thì bằng 8,96 lít. Vậy đáp án đúng, mình đáp án 54, đáp án B. Được chưa? Nguyễn Đại Khải chính xác, rất tốt. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 55. Các em làm hết đề này chưa? Làm hết thì mới biết rồi. Câu 55. 55. Cho hỗn hợp gồm, thầy chữa như này, bạn nào mà không hiểu gì thì phải hỏi ngay nhá. Thứ hai nữa rằng là nếu mà còn không hiểu nữa thì có thể tua lại xem lại nhá. Câu 55 cho hỗn hợp gồm, đấy các em nhìn kỹ này. CH3 COO CH5 CH3 COO NH4 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được hỗn hợp gồm CH3 COO Na, dưới cũng thu được CH3 COO Na, vậy cùng một thằng vừa đủ NaOH bằng 0,2, vậy thầy bảo toàn nắp đi 0,2, chui đây 0,2, vậy muối của thầy bằng 0,2 nhân 82 16,4. Vậy suy ra 55 đáp án đúng, mình đáp án C, 16,4. Được chưa? Câu 56. Câu 56. Câu 56. Ồ, nhóm gần 100 bạn mà học tối nay có 15 bạn. Các em comment bình luận thật nhiều à? Để mà thầy biết là mấy em làm đúng hay sai. Xong rồi tag mấy bạn mà cũng là bạn em học trong nhóm vào đây đi. Câu 16 nhé, câu 56 nhé. Hỗn hợp gồm nhô kẽm và sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm CuNO3 2 lần và AgNO3. Hỗn hợp hai kim loại. Các em lưu ý cho thầy nhé. Thứ tự kim loại tạo thành. Kim loại tạo thành. Tính khử tăng dần. À, thứ tự kim loại tạo thành, tính khử tăng dần. Thế phải có nghĩa rằng là ở đây mình có kẽm, sắt, đồng, bạc thì tính khử yếu nhất phải là bạc. Sau đó đến đồng thì tính khử nó đang tăng dần. Vậy đáp án đúng là đáp án B, 56 đáp án B, đồng bạc. Được chưa? Câu 57. 57. Hòa tan 9,4 gam K2O. Hòa tan 9,4 gam K2O. Xem nha. Cặp cánh quá. Hòa tan 9,4 gam K2O. 57 này. K2O 9,4 mình tìm được số mol. Chia cho bằng 39 nhân 2 cộng 16. 0,1 mol. Vào nước thì thu được KOH đúng không?
số mol 0,1 nhân 2 bảo toàn kali thì cao hát bằng 0,2. Rồi giúp xanh tốt. Nồng độ của dung dịch cao hát và mình tìm được C% của cao hát thì bằng M chất tan là M cao hát chia M dung dịch sau. M cao hát thì bằng 0,2 nhân 56 chia M dung dịch sau thì bằng M dung dịch trước 70,6 cộng M vào là cao 0,2 nhân 56 chia cho mỏng hơn 70,6 cộng 9,4 bằng 0,14 nhân 100 14%. Tao dùng đáp án này. Câu 58. Cho axit acrylic. Axit acrylic là C2H3COOH. Tác dụng ăn côn đơn trước y ROH. Thu được este là C2H3COOR. Oxy chiếm 3%, oxy đây. 3%. Vậy phân tử khối oxy trong này là 32 chia cho phân tử khối của STI thì bằng 3/100. Suy ra phân tử khối của y bằng 100. Thế mà phân tử khối của y bằng 100 thì nó bằng gì? Có phải đây là CH3 không? 27 cộng 44 cộng R bằng 100. Suy ra R bằng 100 trừ 27 trừ 44 bằng 29. R bằng 29 này nó chỉ có thể là C2H5. Suy ra C2H3COO C2H5. Đáp án đúng đáp án gì? Đấy chưa? Dễ không? Nguyễn Thúy Hiền, Trúc Thành. Câu 59. Câu 59. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy có phản ứng dung dịch là AH là đun nóng là. Em nhìn nhá. Tripalmitin là một thủy phân. Acid amino acetic là hai có nhóm COH. Alagliglu là 3 thủy phân. Ethyl propionate là 4 thủy phân. Vậy tổng cộng tất cả bọn này đều có phản ứng với NaOH 4. 59 IB. Được chưa? Rất tốt, Trúc Thành, Nguyễn Văn Lâm. Rất tốt. Câu 60. Phát biểu nào sau đây là sai, được một nửa con đường đấy. Protein là cơ sở tạo nên sự sống, cái này chính xác. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptide, cái này sai. Protein đơn giản là được cấu tạo bởi từ các alpha amino acid cơ. Được chưa? Vậy 60B sai. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác enzyme, nhờ xúc tác acid bazơ của enzyme, đúng. Protein có phản ứng màu biure, đúng. Câu 61. M đâu mà M? Nguyễn Thị Hiền. Câu 61. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch thở X trong NaOH. Thu được hỗn hợp các chất gồm COONa 2 lần, CH3, CHO, C2H5, OH. Vậy các em nhìn nha, các em nhìn nó thì làm nha. 2 natri này, vậy đây phải là 2 này. Bây giờ thì đi tìm X bằng cách bảo toàn này, bảo toàn carbon này. 2 cộng 2 là 4, cộng 2 là 6, C6. Được chưa? H này, H3 cộng 1 H4, H4 cộng 5 là H9, cộng 1 là H10, H10 trừ 2, vậy C6H8. O này, O4 này, cộng 1 là O, đây, O4 này, đúng chưa? Cộng 1 O5, cộng 1 O6, O6 trừ 2 là O4. Vậy đáp án đúng là C6H8O4. Đáp án đúng đáp án gì? Đấy chưa? 61 gì? Mờ quá hay do mẹ nhỉ? Mờ lắm á. Đợi thêm một tí nhá, để thầy thử bật lại mạng nhá. Ok chưa? Giờ thì chắc chắn là nét căng. 59 đáp án.
61. Thi thoảng mở. Thi thoảng rất là do tay thầy. Thầy mới chỉnh lại rồi. Vậy mình có là 61 đáp án đúng rồi. Bắt đầu đáp án D nhá. Đáp án D. Được chưa? Đấy chúng nó cứ kêu là mở hóa ra do mạng chúng nó. Không phải do thầy đúng không? Làm hết chưa? Có khủng không? Thông cảm tí, đề này, sách này thì phải đi mượn quyển sách kia của thầy, bị quên mất rồi nên thầy không được quyền giải vào. 62 nhá. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X thủ bình tam giác hình vẽ sau. Đây này, hình vẽ thì nó bị chui xuống tận dưới này. Nha các em, nhìn hình vẽ này. Thì mình nhận xét này, khí X thu bằng phương pháp úp ngược bình. Nhìn không? Thu bằng phương pháp úp ngược bình ấy, thì khi và chỉ khi là thu được cái khí nào nhẹ ăn không khí. Vậy khí X phải nhẹ ăn không khí. Được chưa? Vậy mục đích của chúng ta câu 62 chúng ta là khí X phải nhẹ ăn không khí nha. Khí X phải nhẹ ăn không khí. Khí X phải nhẹ ăn không khí. Câu 62 này. X phải nhẹ ăn không khí. Vậy A này, HCl vào CaCO3 thì thu được CaCl2 cộng HIO cộng CO2 bay lên, CO2 nặng không khí vứt. B, H2SO4 vào bình đựng lá kim loại đồng, SO4 đặc vào đồng thì thu được CuSO4 cộng với lại SO2 cộng HIO, S2 bay lên nhưng nặng không khí. Lại tiếp C, H2SO4 loãng vào kẽm thì thu được ZnSO4 cộng hydro bay lên nhẹ ăn không khí. Lấy 62 mình đáp án C. Ok chưa? Ngay câu 63. Câu 63. Cho m gam bột sắt vào bình đựng vào dung dịch HNO3 Fe này, vào HNO3 này. Phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO. Sản phẩm khử duy nhất của nitơ dương 5 phải chứng tỏ không có NO4, NO3 và chất rắn. Chất rắn là gì? Mọi muối nitrat đều không tan, à đều tan hết. Với chất rắn chỉ có thể là sắt dư. 2,4 gam. Do trong dịch có sắt dư nên người chắc chắn tồn tại muối sắt 2. Được chưa? Đến đây mình bảo toàn E. Sắt 0 nên sắt dương 2. 2 nhân với lại số mol sắt phản ứng thì bằng nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 3 nhân số mol NO. Suy ra số mol sắt phản ứng thì bằng 0,15. Suy ra M bột sắt sẽ bằng 0,15 nhân 56 cộng 2,4. 0,15 nhân 56 cộng 2,4 10,8 gam. Đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Câu 64. Đáp án câu dễ ợt. Câu 64. Câu này mốc 6 điểm đấy nha. Hỗn hợp E gồm 3 amino đơn chức. 3 amino đơn chức không quan tâm. Đặt chung là RNH2 đi. Đốt cháy trong oxy thì thu được CO2 H2O N2, tìm số mol N2 bằng 0,672 chia 2,4 bằng 0,03. Và toán nguyên tử nguyên tố nitơ mình có 0,03 nhân với 2 thì bằng 0,06. Thằng này cũng HCl, do có một nhóm NH2 cộng HCl thì kiểm mol 0,06. Suy ra V bằng 0,06 chia cho 1 bằng 0,06 lít bằng 60 lít, vì vậy nên 64. Đáp án B. Ok chưa? 65. 65 bây giờ mới hơi khó tí đây. 65 bây giờ mới gọi là có một chút khó khó đây. Đấy, các em cùng quan sát thầy chữa câu 65 nhá. Cùng để ý thầy chữa câu 65. Điện phân điện cụm trơ. Điện phân điện cụm trơ.
dòng điện không đổi, dung dịch muối nitrat của một kim loại M có hóa trị không đổi. Muối nitrat của một kim loại M có hóa trị không đổi chưa biết là gì. MnO3 N lần. Sau thời gian T giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 và tại cathod chỉ thu được A gam kim loại M. T giây. Cathod anode A gam kim loại M. Kim loại M này. A gam. Và khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam. Bên anode do là muối nổ 3 trừ nên chắc chắn sinh ra khí oxy. Đúng chưa? Thế thì đặt trong T giây thì số mol e trao đổi bằng X. T giây thì số mol e trao đổi bằng X mol. Vậy suy ra số mol oxy bằng X chia 4. Suy ra M dung dịch giảm. M dung dịch giảm chính bằng M kim loại cộng M khí. M kim loại bằng A gam. M khí bằng X phần 4 nhân 32. Đấy, được chưa? Dễ mà, nhìn kỹ nha. Trúc Thành nha. Sau thời gian 2 t giây thì số mol e trao đổi lúc này bằng 2x mol. Khối lượng dung dịch giảm 11,78 và tại cathod thoát ra khí. À, cathod thoát ra khí vậy chứng tỏ là có kim loại M và khí sinh ra khí hydro. Số mol khí hydro bằng 0,24 chia 2,4 bằng 0,001. Được chưa? Và ở bên anode thì chắc chắn nó chỉ khi thoát ra khí oxy. Bên này là 2x thì 2x chia 4 thì bằng 0,5x. Số mol e trao đổi là 2x mol. Được chưa? Đấy. Thế thì đề bài nó nói là và tại cathod thoát ra khí, đề bài yêu cầu chúng ta xác định A. A là gì? Đây, A gam này. Bao nhiêu gam kim loại mà? Đúng không? Đúng chưa? Thế ở đây ta có này, mà ông dịch giảm bằng 6,96 này thì bằng A cộng với X phần 4. Đúng chưa? Thế giờ mình cần tìm được mối quan hệ giữa A và X. A cộng X phần 4 này. Thế trong thời gian T giây, thế trong thời gian mà 2 T giây thì khối lượng dung dịch giảm hẳn 11,78 và cathod thoát ra là 0,224 lít khí. Thế ở đây mình tìm được M. Nhiều ẩn lắm đấy. Các em lưu ý, bài này rất nhiều ẩn. Cái gì 0,01? À 0,01 này. Thầy ấn nhầm hả? Không, cảm ơn Nguyễn Thế Khải. Cảm ơn Nguyễn Thế Khải rất nhiều, rất rất nhiều. Được chưa? Thế thì ở đây ta có là mình coi rằng là cái số mol e trao đổi của thằng kim loại M ấy, đây là A đúng không? Thì thằng kim loại M này nó sẽ số mol của nó số mol hydro bằng 0,1. Ok, cảm ơn. Đến đây thì mình sẽ tìm ra được là số mol của thằng kim loại M tính theo X nhá. Tính theo X nhá các em, tính theo X nhá. Đây này. Thằng này sẽ bằng là 2X này. Trừ đi 0,01 này. Chia cho này. Cái số mol e trao đổi mà. Đúng không? Đây là tổng số mol e này. Trừ đi số mol e trao đổi của hydro này, ra số mol e trao đổi của M này. Đúng chưa? M trao đổi NE này chia cho N. Thì ra số mol của M. Đúng không? Đấy, thế bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của A. Thế thì để bài này nó dễ hơn thì đây là số mol e trao đổi rồi. Để bài này nó dễ hơn thì thầy ghi lại ra đây cho chúng ta cùng nhìn nhé. Thầy ghi lại, thầy ghi lại cái bài này ra đây cho chúng ta cùng nhìn. Có cái nhìn khái quát và tổng quát hơn. Đây là M nó 3 tất cả N lần mà. Thì có phải anh này là sẽ làm số mol nó sẽ là A chia M không? Số mol thằng này vẫn là A chia M không? Đấy. Được chưa? Thầy ghi lại đây cho chúng ta nhìn này. M NO3 tất cả N lần đúng không? Thì có phải M này hóa trị N không? T giây này thì ta có số mol e trao đổi thì bằng X này.
Vậy suy ra kim loại M argon thì nó sẽ là X phần N. Còn thằng oxy nó sẽ là X phần 4. Nên ta có là M ông dịch giảm là 6,96 sẽ bằng X phần N nhân M cộng 32 nhân X phần 4 rồi. Tại 2 tê giây thì số mình trao đổi bằng 2X. M chưa biết nha. Chỗ này sinh ra M và hiro. Hiro 0,01. Oxy 2X chia cho 4 thì bằng 0,5X đúng không? Được chưa? Vậy đây mình sẽ có này, M này sẽ bằng là 2X trừ đi 0,01 nhân 2 chia cho N đúng không? Vậy đây có khối lượng giảm bằng 11,78 gram, sẽ bằng 2X phần N trừ đi 0,02 cộng với hiro là 0,02 cộng với oxy 32 nhân với 0,5X. Được chưa nào? Đây thầy có hệ. Được chưa? Chỗ này phải nhân với M nhá. Giải cái hệ này ra thì các em tìm được N bằng 1 và M bằng 108. Nếu thầy nhớ không nhầm là như vậy. Được chưa? Vậy anh này chắc chắn là 108. N bằng 1. Được chưa nào? Thế vậy thì thế vào cái thằng phương trình số 1 này thì sẽ có 6,96 thì bằng X nhân với 108 cộng 32 mình chia cho 4 thì bằng 8X. Suy ra X bằng 108 cộng 8 6,96 chia N bằng 0,06. X bằng 0,06. Vậy X chia 1 cũng bằng 0,06. Vậy thì tìm được A nhân 108 6,48 gram. Vậy đáp án đúng đáp án C. 65 đáp án C. Được chưa? Hơi rắc rối một chút nha. Nghĩa phân thì sau khi mà thầy phân tích, thầy tổng hợp lại đây thì em sẽ dễ hiểu hơn. Được chưa? Các bạn hiểu không nhỉ? Cả nhà hiểu bài không? Câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo nhá. Câu số 66. Cho phát biểu sau. Thủy phân vinil acetat bằng nào hoặc đun nóng thu được natri acetat và khoan lấy hết. Thầy viết này. 66. A. Vinil acetat CH3 CO CH3 đôi CH2 NA hoặc đun nóng thu được CH3 CO NA cộng CH3 CO. Đây là anhít acetic hay là acetanhít, đúng chưa? Vậy loại A. B. Polyethylene được chia vào trùng hợp. Này trùng hợp cơ. Và điều kiện thường anhin là chất lỏng cơ. Cellulose thuộc loại polysaccharide đúng. Thủy phân hoàn toàn amin thu được hỗn hợp một amino acid sai. Hỗn hợp có một sai. Nó chỉ một hoặc hỗn hợp thì nhiều. E sai. Điều kiện thích hợp triiodin tham gia phản ứng cộng hiđro. Cái này đúng. Vậy thì có này. A sai này, B sai này, C sai này, D đúng này. Và G đúng, chỉ có D và G. Vậy 66 đáp án B. Ok chưa? Sang câu 67 nhá. Sơ đồ chuyển hóa này. IZT là hợp chất crom này. Cái công trình. Đây sơ đồ chuyển hóa trên này. IZT là hợp chất crom nhá. Đây phương trình chuyển hóa này. Nhìn kỹ nhá. Fe có 24 loãng thì tạo thành Fe SO4. Được chưa?
MS4 này, nhìn ở đây là Chrome dương 7, dương 6 này. Sắt dương 2 thì chỉ có lên, Chrome dương 6 thì xuống Chrome dương 3. Đây là Chrome dương 3. X, Y, Chrome dương 3. Cao mắt dư thì đánh tạo thành là CRO mắt 3 lần, nhưng do cao mắt dư thì nó tạo thành KCRO2. Z là KCRO2. Được chưa? Chrome cao hắt, Chrome cao hắt thì nó tạo thành K2CRO4. Được chưa? Z cho các cuối là T. Các chất XYZT được là X là FS4 này. Nhìn kỹ nha. X là FS4 này, loại này. A này. Y là CR dương 3 này. Loại B này, chỉ còn CG này. Z là KCRO2 này. Vậy đáp án đúng là đáp án C. 67C. Ok chưa? Câu 68. 68 nha. 68 sẵn sàng chưa cả nhà? 68 này. Cố lên. Chiến đấu cho hết tờ đề này. 68. Cho một mol triglycerid X tác dụng với dung dịch nào mắt dư thu được một mol glycerol, một mol natri palmitat và hai mol natri oleat. Vậy X này thì cộng với nào mắt dư này ăn 3 để tạo thành này. Một mol glycerol là C3H5OH3 lần. Một mol natri palmitat là C15H31CONA. Hai mol natri oleat. Hai mol natri oleat là C17H33CONA. Vậy anh này nó sẽ gồm glycerol này, một gốc palmitic này, hai gốc oleic này. Hay được viết là C15H31COO này, C17H33COO tất cả hai lần C3H5. Được chưa? Với bên trong này, đây là một pi này, đây là một pi này, đây một pi nữa này, 2 pi mà nhân 2 là 4 pi, 4 pi cộng 1 pi là 5 pi, x cộng 5 pi đúng. Đây là A đúng. Hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. Thì kia thằng này là 1, gốc này là 2 thì thầy sẽ có đồng phân nhá. 1 2 2 2 1 2. Còn lại 2 2 1 thì trùng với 1 2 2. Vậy hai đồng phân đúng tiếp, B đúng. Công thức phân tử chất X là C52H96O6. Mình xem nhá. C52 này. Xem đúng C52 không? 15 cộng với 1 cộng với 17 cộng 1 là 18 nhân 2 cộng 3 bằng sen. Đúng không? 15 này cộng 1 carbon đây này. Cộng 17 cộng 1 là 18 nhân 2 rồi này. Cộng 13 này bằng 55 cơ. Vậy là sai. Câu 68 đáp án sai đáp án C. Sang 69 nha. 69. Buổi sau thầy sẽ cố gắng thầy photo trắng cho các em. Các em in hết sách chưa? Thanh niên của Minh Merlin in hết sách chưa? In hết sách chưa? Khả năng cao hôm nay mình phải chữa đến 11 giờ đấy. Cố gắng nhá. Cùng châu chó với thầy. 69. Số thí nghiệm thu được chất khí là điện phân NaCl đóng chảy này. NaCl điện phân rác với các bạn đi. Na này cộng 1/2 clo. Thấy chưa? Vậy thằng này là một thí nghiệm sinh ra chất khí này. B này. Điện phân dung dịch COS4 này. Trong môi trường nước này. Điện phân dung dịch thì thu được Cu này. Cộng với lại oxy này. Cộng H2O4 này. Khí thứ hai này. Cho một kali vào dung dịch là KaCl3 thì kali tác dụng với nước. Đào thành cao H cộng hydro. Khí hydro này
3 này, ABC được cho khí. D sắt vào CuSO4 thì thu được MeSO4 cộng Cu không có khí, vứt D. E Ag vào HCl thì không phản ứng, vứt. G Cu vào dung dịch gồm CuN3 2 lần và Na HS4. Các em chú ý này, trong này có H cộng này, trong này N3 trừ này, đồng không này, chắc chắn tạo thành đồng dương 2 này. Khí từ nitơ dương 5 sẽ phải sinh ra khí NO. Mày lên tiếp. Chất khí thứ tư để vào số thí nghiệm thì chất khí. Vậy mình có này, A, B, C, G, 4. Vậy đáp án đúng mình đáp án A. 69 đáp án A. Phần cuối gần 100 tờ bị lỗi chứ. Chắc là do ở chỗ quán in rồi Hiền ạ. Chứ ở chỗ thầy in không bị thế đâu. Thế thì trước mỗi buổi live thầy lại đăng file PDF lên nhá. Chứ còn ở đây in vẫn ok mà. Nhá. Khổ thân. Câu 70. Câu 70. Cho một mol chất X 70 này, chúng ta còn 10 câu nữa. Chiến đấu nha. Cho một mol chất X C9H8O4 này chứa vòng benzen này, tác dụng với NaOH dư, thu được này 2 mol chất Y, 1 mol chất Z, 1 mol nước. Các em lưu ý ở đây có 1 mol nước, tương đương với có 1 gốc phenol. Vậy đầu này nó phải có gì? COOC6H5. Thế là mất C7 rồi. Hai thằng Y. Đúng chưa? Hai thằng Y. Một thằng Z. Vậy Z đây là muối C6H5O2A. Hai thằng Z. Hai thằng này phải giống nhau. Đúng chưa? Thế đây nó đang là C9. C9 là bỏ đi C7 còn 2. Đúng chưa? Vậy đầu này còn 2 carbon này. Còn 2 carbon này đấy các em nhé. Đấy, phải lưu ý làm sao mà còn 2 carbon mà chia được vào 2 thằng Y. Đúng không? Chứa vòng benzen này, là bắt dư được 2 mol chất Y này, 1 mol chất Z này. Vậy đây thì bảo toàn thì có này, C9 này, trừ đi 6 là còn C3. Đúng không? Trừ đi 6 còn C3 thôi. Thế nên yêu cầu là 2 mol chất Y, 1 mol chất Z. Đấy. File của thầy phải gặp phải thợ chưa nọ chỉnh với in à? Đúng rồi. Một gốc phenol rồi. Không có nhóm COH đâu, chắc chắn phải là ete. Đúng không? Đấy. Đầu này phải là gì này? Một C nữa này. Nó không thể là hai thằng C6H5OH được. Đúng không? Đây để vẽ xuống dưới này cho mọi người nhìn. COO à? Nếu thêm một thằng C nữa là vứt đi rồi. COCH thì nó lại sinh ra nước, bắt buộc nó phải là ete. Mà đây là hai mol chất Y cơ. À, nào, khó nhỉ? Khó đấy. Các em nhìn nhá, thử cái này này, C6H4 này, COO này, O này, OC này. Được không? Được không? Vẫn không ra được hai mol chất Y. Đúng không? Đấy, mỗi cái nó một khó. Đầu này là HCO thì là 6 cộng 1. Thì đầu này bắt buộc phải là CH3. Thì đây là một phần là cộng 3. Nhưng mà
nhưng mà vẫn là ancol này, vẫn là một nước này, vậy không gấp ghép được. Mà đề bài yêu cầu đây là hai món chất đi kìa, đúng chưa? Thế bây giờ ta lại còn một chiêu nữa đây, HCOO này, C6H4 này, OOC, sorry thì ghi này, HCOO này, C6H4 này, CH2 này, OOCH. Được không? Nhìn nhá. 1 2 1 cộng 6 là 7, 7 cộng 2 là 9. 4 H8. Đủ chưa? C6H, C9H8 4. Nhìn thấy chưa? Vậy đây chất này. Nha, HCO C6H4 CH2 OCCH. Kết quả khi chính cộng với là phát dư. Thì nó được hai chất y là HCONa cộng với chất Z là NaO C6H4 CH2 OH cộng nước. Đấy, thế giờ đề bài hỏi này. Đây sẽ là chất X, đây là chất X. 2Y, đây là chất Y. Đây là chất Z. Chất T đâu? Cho chất Z tác dụng với NaOH2 4 loãng thì thu được nắp y vất đi HOC6H4CH2OH. Tác dụng NaOH thì tỷ lệ 1, gốc này không tác dụng NaOH thì tác dụng NaOH tỷ lệ 1:1 cơ, loại A. Chất Y có phản ứng trang bạc, đúng. C chất phân tử Z có 2 phân tử oxy, Z2 oxy, đúng. Chất X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:3, đúng. Đây, 1:3. Tác dụng NaOH theo tỷ lệ 1:3 đây, 2 natri này, 1 natri là 3 natri, 1:3 chính xác. Vậy sai là A. Chất T. Chất T. Đây chất T đây. Tác dụng NaOH theo tỷ lệ 1:2 sai, 1:1 cơ. Vậy đáp án sai chúng ta là đáp án hai. Hay không? Hay không? Dã man chưa? Câu 71. Tất cả các peptide đều có màu biure. A sai. Phải điện từ gì? N lớn hơn 2. Phải là từ tripeptide trở lên. Muối phenyl amoni cloro không tan nước sai. Tan. C ở điều kiện thường metinamin và diamin những chất khí. C đúng. Trong phân tử peptide có 4 nguyên tử oxy. Đếm nha. Thì viết gly ra này. H2N CH2 CO NH ALA CH CH3 CO NH CH2 COH. Đấy gì? 1 oxy, 2 oxy, 3, 4 oxy, đúng. Ở điều kiện thường amino acid là những cái chất lỏng sai. E sai, nó là chất rắn cả. Số phát biểu đúng là 1, 2 CC. Vậy ta đúng là bằng này. Được chưa? Ok chưa? Câu 72 nhá. 72. Ancol ethylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo C đồ C6H10O5N lần enzyme. Thế ancol ethylic đi từ đây lên men theo sơ đồ. Vậy mình có này C6H10O5 một thẳng tắp tạo thành 2 lần CH5OH. N thì vứt đi luôn. Để điều chế 10 lít ancol ethylic 46 độ, 10 lít C2H5OH 46 độ suy ra về nguyên chất sẽ bằng độ rượu là 46 phần 100 nhân 10. Suy ra M nguyên chất sẽ bằng 46 phần 100 nhân 10. D bằng M trên V, M bằng D nhân V. Nhân D. Để vào cho D 0.8 gram. Suy ra số mol của C2H5OH sẽ bằng 46 chia 10 nhân 0.8 chia 46 bằng
4,6 nhân 0,8 chia 4,6 bằng 0,08 không? Được chưa? Vậy số mol anh này bằng 0,08. Suy ngược lại. 0,08 nhân 1 chia 2 bằng 0,04. Hiệu suất 80%. Thuận nhân hiệu suất, nghịch chia hiệu suất, chia cho 0,8. 0,04 chia cho 0,8. 0,05. Được chưa? Cái này bằng 0,05. Suy ra khối lượng của C6H10O5 nhân 162. Đừng tô 8,1 vội. Mà chú ý này, 75% tinh bột này mình chia cho 0,5, 10,8. Đáp án đúng phải là đáp án C. Nhớ chưa? Cả nó bị lừa. Câu 73 nhá. Sẵn sàng câu 73 chưa? Nhìn sơ đồ này. Sục từ từ khí CO2 đến dương dịch gồm CO2 này, OH trừ này, C2 cộng này. Tỷ lệ AB chứng tương ứng này. Em nhìn nha. Kết tụ cực đại đầu này. Lúc này số mol amon. Vậy thầy có số mol OH trừ. Đây này, thầy ghi này cho dễ. CO2 này vào này. NaOH amon CaOH 2 lần Bmon ra được này. Tại điểm này là toàn bộ là cái tụa CaCO3. Đúng chưa? Và lúc này thì NaOH dư. Vậy này vẫn là A. Anh này là B. Vậy thì có B bằng 0,25 luôn. Tiếp tục này, tại điểm cuối cùng. Lúc này là CO2 vào NaOH và CaOH 2 lần. Thu được lúc này cái cuối cùng. Đây này 0,25 thì này 0,25 nhá. Thì thu được Ca kết tụ tan hết. CaHCO3 2 lần. Và ông dịch chỉ tồn tại NaHCO3. Thôi. Bảo toàn canxi B bằng 0,5 rồi. A. CO2 để bài cho 0,7. Được chưa? Đấy đây mình được này. Bảo toàn này. Bảo toàn canxi 0,25 thì đây 0,25. Bảo toàn carbon 0,7 trừ 0,25 nhân 2 bằng 0,5, 0,7 trừ đi 0,5 thì còn 0,2. Bảo toàn natri 0,2 thì A bằng 0,2. B bằng 0,25, A bằng 0,2. A chia B bằng 0,2 chia 0,25. Bốn chia năm. Chỉ đáp án đúng đáp án A chứ. A chia B mà cả nhà. A bằng 0,2, B bằng 0,25. 4 chia 5 chứ tú HT. A mình 0,2 mà. B bằng 0,25. Mắc lé à? Được chưa? Tiếp tục nhá, mình sang câu 74. 74 này. Để ý kỹ nha. 74 này. Sắp hết rồi. 74 này. Em nhìn thấy này. C3H10N2O4 này. Muối của axit hữu cơ đa chức này. Vậy có này. COO này. Đúng chưa? COO này. Thế là còn một carbon này nhá. Muối của axit hữu cơ đa chức. NH3, NH4 này. NH3, CH3 này. Đủ 3 carbon. 10. Đây giải thích. Y là một muối của axit vô cơ. Muối axit vô cơ thì đây thử Y là CO3 này. H
hai khí, thế này thu được hai khí rồi này, khí NH3 này và khí CH3 NH2 này. Còn một carbon, vậy thằng này chắc chắn là CH3 rồi. NH3 này. 3 NH3. Bởi vì chỉ thu được hai khí thôi mà. Thì riêng thằng này đã thu được hai khí rồi. Khí NH3 và khí CH3 NH2, vậy thằng này chắc chắn phải thu được khí CH3 NH2 bởi vì thằng này C3 thì bỏ một carbon còn C2. Được chưa? Để chất Y cho 2,26 gam E. 2,26 gam. Tác dụng nào bắt dư? Đặt số mol này là A đi. Trường này B mol đi. Tác dụng nào bắt dư thì thầy thu được các mục khí của thầy gồm NH3 và CH3 NH3. 0,04 mol. Tỷ lệ là 1/3. Đấy, 0,4 chia 4 phần. Vậy suy này là 0,01. Đây là 0,03. Thằng này là A mon. Thằng này là A cộng với lại 2B. Suy ra bằng 0,1 và suy ra B cũng bằng 0,01. M muối cộng ná mắt dư thu được M muối. Vậy muối ở đây chúng ta thu được là gì? CONA 2 lần. Và NA2CO3. Anh này 0,1. Anh này 0,1. Sorry, 0,01. Nhanh không? 0,01. 44 cộng với 23 nhân 2 cộng 0,01 nhân 1,6 bằng 2,4 gam. Đâu đúng đáp án này? 74. Đáp án này. Thế thì giải đáp án nào? Chính xác Nguyễn Văn Lâm. Rất tốt. 75 nhá. 75. Điện phân dung dịch là ACL mà ngăn sốt. NaCl này. Nước này. Màng ngăn xốp này. Thì mình thu được NaOH cộng clo cộng hiro. Lấy dung dịch X đây. NaOH cho CO2 dư thì thu được NaHCO3. Đây là Y. NaHCO3 cộng CaOH 2 lần theo tỷ lon 1:1 thì mình thu được HCO3 NaOH trừ để tạo thành CO2 trừ CaCO3 cộng NaOH. Được chưa? Tạo ra chất Z tan trong nước. Bây giờ chất Z. Z là NaOH. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Câu 76 nha. Có 5 chất, số chất tác dụng với dung dịch FeNO3 2 lần là NaOH là 1, đúng không? Để tạo ra NaOH là lần. HCl là 2. Nhiều bạn không biết tại sao là HCl có. Nhìn nhá, là thằng này có H cộng, thằng này có NO3 trừ. Vậy là giống HNO3. Tính số mạnh, sắt này sắt 2 cộng, sắt 2 cộng này sắt 3 cộng. Được chưa? Đây này. Cứ dung dịch nào có H cộng NO3 trừ mình coi giống như HNO3. Ag NO3 thì có bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với sắt 3 cộng. Được chưa? HNO3 dĩ nhiên có rồi. Bởi vì Fe2 cộng này có tính khử, clo có, đúng chưa? Vậy là 1 2 3 4 5. Đáp án đúng 76, đáp án này. Nguyễn Lâm chính xác. 74A à, chính xác. Sang câu 77 nhá. Sang câu 77. Hôm nay thì giải hiệu quả không? Hỗn hợp T gồm 2 Te đơn trước MX nhỏ MY. T này. X Y này. Đơn trước này. Đun nóng 15 gam T
với một lượng NA mắt vừa đủ. Thu được Z Han côn và hỗn hợp 2 muối. Đốt cháy Z. Thu được CO2 và nước. Số mol CO2 bằng 9,408 chia 2,4042. Nước bằng 10,8 chia 18,6. Thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 nên chắc chắn ancol này ancol no. Mà este đơn trước nên ancol đơn trước. Suy ra Z có dạng là CnH2n+2O. Số mol 0,6 chứ 0,42. Đấy là mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình, đúng không? 0,42 chia cho 0,18. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Suy ra một thằng là C2H5OH, một thằng là C3H7OH. Được chưa? Một thằng là C2H5OH, một thằng là C3H7OH nha. Tiếp tục đi. Thì có số mol. Thằng này là 2,33 đúng không? Một thằng 33, một thằng 66. 2,33 này gần với lại 2 hơn, nên này chiếm 2 phần, một thằng chiếm 1 phần. Tổng số mol 0,18 chia làm 3 phần. Vậy mỗi phần bằng 0,06. Thì này 0,12. Xong nha. Anh này đơn trước nên ăn NaOH1. Số mol ancol chúng ta vừa tìm được bằng 0,18, chính bằng số mol Z. Hai muối cũng bằng 0,18. Đến đây thể hiện bảo toàn khối lượng. Mà chẳng cần, anh này bằng 0,18 luôn. Thôi, cứ bảo toàn khối lượng cho lành. Bởi vì không biết là thằng ET này có no hay không mà. Đúng chưa? Bảo toàn khối lượng mình có. Khối lượng ET là 15. Cộng khối lượng NaO là 0,18 nhân 40 bằng khối lượng ancol. Khối lượng ancol nhá. Số mol nó khoảng 18 này. Nhân với phân tử khối trung bình này, carbon trung bình 2,33. Vậy công thức trung bình của nó sẽ là C2,33H. 2N là 4,66 cộng 2 là bằng 6,66O. Và nhân với lại 12 nhân 2,33 cộng với 1 nhân 6,66 cộng 16 bằng 50,62 cộng m muối. Suy ra đến đây mình tìm được m muối sẽ bằng 15 cộng với 0,18 nhân 40 trừ đi 0,18 nhân 50,62 bằng 13,08. Được chưa? Mà muối bằng như vậy, vậy thầy tìm được phân tử khối cho mình muối 13 và 0,8 chia cho 0,18 72,71. Được chưa? Phân tử khối trung bình mà muối bằng 72,71. Mà muối chúng ta có dạng là RCOONA. Suy ra R trung bình bằng trừ đi 67 5,71. Vậy chắc chắn một thằng là một đầu HCO. Được chưa? Không nói năng được gì nữa. Bởi vì ở đây nó chỉ nói là và hỗn hợp hai muối thôi. Thế một muối là HCO. Và cái muối HCO này mình vẫn chưa biết nó như thế nào. Đúng không? Không biết số mol như nào. Đấy, mình chỉ biết một thằng là 0,12, một thằng là 0,66. Bây giờ mình phải đi thử. Đúng chưa? Giờ bắt buộc mình phải đi thử thôi các em ạ.
mình bắt buộc phải đi thử. Thử như nào các em nhìn nhá. Anh này là HCO về trường hợp thứ nhất. Trường hợp số 1 là HCOO C3H7. Đấy số 1 là 006. Và RCOO CH5. Số 1 là 0.12. Đề bài cho khối lượng bằng 15. Tìm rồi. 15 này trừ đi này 0.06 nhân với 88 chia cho 0.12 trừ đi 46 trừ đi 44 bằng, sorry nhầm, 81 này trừ đi anh này là bằng 29, 44 bằng 8, vứt đúng không? Loại. Và trường hợp thứ hai HCOO CH5 và R CO C3H7 15 0.12 0.06 0.12 nhân với lại anh này là bằng 74, 15 trừ N bằng chia cho 0.06 bằng trừ đi 12 nhân 3 cộng 7 trừ đi cộng với chỗ này 44 bằng 15. À vậy rồi là xem ta. Ngon chưa? Để bài hỏi phần trăm khối lượng x nhỏ y. Vậy đây là x, đây y. Phần trăm khối lượng x 0.12 nhân 74 chia cho 15 59.2%. Đáp án đúng đáp án này 77 đáp án này. Kinh điển chưa? Lại mấy câu này vất lắm chứ đừng tự đùa. Sang câu 78 nha. Xem câu 78 nha cả nhà. Mình kỹ câu 78 của thầy nha. 78 này. Hấp thụ hết 4.48 lít khí CO2. Số mol CO2 của mình là 0.2 này. Và dung dịch chứa x mol cao hấp y mol K2CO3 thu được 200 lít dung dịch y. Dung dịch x của thầy chắc chắn có CO3 2 trừ và HCO3 trừ. Được chưa? 200 ml dung dịch. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch x vào H cộng 0.5 nhân 0.3 0.15. Nhưng chú ý này, đây có 100 ml mà đây là 200. Vậy để ổn hơn thì thầy nhân 2 lên. Thì thu được khí CO2 2.688 chia 2.4 bằng 0.12. Đây là đoán to cho từ từ. Vậy thì đặt số mol CO2 trừ phản ứng là A, thì HCO trừ phản ứng là B. Thầy sẽ có phương trình A cộng B bằng 0.12 để cùng ra sinh ra CO2 nhé. CO2 trừ thì ăn 2H cộng 2A. Chú ý, chỗ này chưa nhân 2. Nhân 2. Thầy ăn 2H cộng với 2A. Thằng này 1H cộng với cộng B bằng 0.3. Đến đây bấm tính giải hệ thì vào về bằng 0.24 bằng 2 bằng 1 bằng 0.3 bằng 0.06 0.18 B bằng 0.18. Được chưa? Vậy thì đặt số mol CO3 trừ trong này là Z và HCO3 và HCO3 trừ là T. Vậy thì sẽ có mối quan hệ đầu tiên là Z chia T bằng 0.06 chứ 0.18. Phương trình thứ hai, mặt khác cho 100 ml dung dịch X tác dụng với Ba hoặc là lần dư thì chắc chắn tạo thành BaCO3 rồi. Đề bài cho chúng ta số mol BaCO3 bằng 39.4. Vậy số mol BaCO3 bằng 39.4 nhân với lại chia cho 197 bằng 0.2. Nhưng đây là 100 ml nên phải nhân 2 lên bằng 0.4. Vậy thì bảo toàn carbon này, Z cộng T bằng 0.4.
phương trình này thì bằng 1/3 này, suy ra 3z thì bằng t này. Vậy thì giải hệ nhá. 3 bằng trừ 1 bằng 0 bằng 1 bằng 1 bằng 0,4 bằng z bằng 0,1, t bằng 0,3. Thế này xong rồi đấy. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon này. Carbon ban đầu 0,2 cộng y bằng carbon sau 0,1 cộng 0,3. 0,1 đây, 0,3 đây. Vậy y bằng 0,2. Được chưa? Thế thì tóm tắt cái thằng cuối nhé. Có phải là CO2 cộng với lại cao hết K2CO3 biết bằng 0,2 rồi. Thu được hỗn hợp gồm K2CO3 0,1 KHCO3 0,3. Vậy bảo toàn kali 0,1 nhân 2 x cộng với 0,2 nhân 2 này bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,3 nhân 1. Vậy x bằng 0,1. X bằng 0,1 nha. Thế bài hỏi giá trị của x 0,1 7,8. Đáp án này. Các em ơi, 7,9 này thì chắc để lại. 7,9 thầy được gợi ý cho các bạn muốn làm nhé. Xong một tí thầy đăng cái file giải chi tiết lên cho các em. 7,9 thì các em quy đổi đi. Hỗn hợp E gồm ST của amino acid. Rồi, 79 quy đổi ST của amino acid này, hai vết tiết mình hơn kém nhau một nguyên tử nitơ này. ST của amino acid thế thì quy đổi cho thầy thành tác dụng valin, glycine valin. C2H3NO này. CH2 này. ST của amino acid không thành nước nữa mà là ST thì là COO. Đấy quy đổi này giải. Nhá, tí thầy đăng cái giải chi tiết lên cho cả nhà. Nhá. Nốt câu 80. Câu 80. Hòa tan hết hỗn hợp x gồm Fe. Số mol 0,1. FeNO3 2 lần. Hai bảy chia cho 56 cộng với 62 nhân 2 0,15. Trong mg nhôm và mg nhôm. Trong dịch chứa 0,61 mol HCl. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Chỉ chứa 47,445 gam muối trung hòa. Muối trung hòa. 47,455 cộng khí NO N2O 2,352 0,105 thì khối so hydro 16 nhân 2 32 chóng này 30 chóng này 44 8 đúng không nhỉ? Đấy không? 32 44 trừ 32 12 chia 2 bằng 6/1 7 phần 0,015 NO bằng 0,09 và ra chắc chắn có nước nữa. Được chưa? Để bài yêu cầu giá trị của mà. Thế nếu mà thầy bảo toàn khối lượng này thì được này, 5,6 gam sắt cộng với 27 gam FeNO3 lần cộng mg nhôm cộng với MHCl 0,61 nhân 36,5 muối trung hòa biết rồi 47,455 cộng với NO 0,09 nhân 30 N2O 0,015 nhân 44 cộng m nước là xong đúng không? Vậy muốn tìm được m mình cần tìm m nước. Vậy m nước là một quan hệ chậm này, đúng chưa? Thế muốn tìm m nước
Thì chúng ta lưu ý, nước ta có công thức tính. Đúng chưa? Nước ta có công thức tính. Đấy. Thế các em nhìn cho thầy nhá, nhìn thầy nhá, bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Nitơ trong đầu chỉ nằm trong FnO3 hai lần. Nitơ sau nằm trong NO một thằng. NO2O hai thằng. Nhìn này, thằng này bằng 0,3 này. Mà cụm này mới chỉ có bằng bao nhiêu? 0,09 cộng 0,015 nhân 2 0,12. Điều này chứng tỏ trong này chắc chắn còn NH4. Đúng không? Muối trung hòa. Muối trung hòa thôi. Trong HCl. Phản ứng sẽ làm hoàn toàn. Đúng chưa? Đấy, thế thì trong này chứng tỏ là chỉ là có NH4. Nhá. Chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,35 tỷ khối số hydro là 16. Nhôm, cứ nhìn thấy nhôm là chắc chắn là có NH4 rồi. Đúng không? Vậy thì trong này chắc chắn có NH4. Nha. Thôi bảo toàn nitơ cũng được, mà không cái bảo toàn thầy thằng này nữa. Bảo toàn E đi. Đây thì bảo toàn E cho em dễ nhìn nhá, không nhiều đứa không nhìn thấy. Đây. Bảo toàn E. Thì đã có số mol H cộng. Không bảo toàn nitơ hay hơn chứ. Bởi vì đây sinh ra được nước mà mình chưa biết được số mol nước. Đúng rồi, dùng mol H cộng tìm ra mol NH4. Đúng rồi, bảo toàn E ta có số mol H cộng. Đây là phản ứng xảy ra hoàn toàn số mol H cộng thì bằng 4 lần số mol NO cộng 10 lần số mol N2O cộng với lại 10 lần số mol NH4. 0,61 thì bằng 4 x 0,09 cộng 10 x 0,015 cộng 10 x số mol NH4. Hai cái kia đều ngược nhá. Nhưng đây làm này cho quen. 0,61 trừ đi 4 x 0,09 trừ đi 10 x 0,015 bằng chia 10. Số mol NH4 bằng 0,1. Được chưa? Vậy đây bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Bảo toàn hydro không cần bảo toàn nitơ nữa. Hydro bên trong này chỉ có nằm trong HCl này. Trong nằm trong NH4 này. 0,61 và 0,1 x 4 này. Thằng này không có. Vậy cộng với 2 lần số mol nước. Mình tìm số mol nước luôn. 0,61 trừ đi 0,04 bằng chia 2 bằng 0,285. Vậy mở nước bằng nhân 18 5,13. Thế này tìm được mà 0,09 này. À đây, cùng này 47,455 cộng với 0,09 nhân 30 cộng 0,015 nhân 44 cộng 5,13 bằng trừ đi 56 trừ đi 27 trừ đi 0,61 nhân 36,5 bằng ô sao lại ấm 47,455 cộng 0,09 nhân 30 cộng 0,015 44 cộng 5,13 bằng ô âm. Thế tính nhầm đâu nhỉ? Hình như thầy tính nhầm cái. À, 5,6 trừ đi 5,6 trừ đi 27 trừ đi 0,61 nhân 36,5 bằng 1,08. Đáp án đúng đáp án này. Ôi, xong hết cả nhà.
Cái câu 79 thì như vừa nãy thầy gợi ý, tẹo nó thôi để thầy đăng lại chúng ta đáp án chi tiết nhé. Những bạn nào mà chưa theo dõi thì nhớ theo dõi đến hết. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ hai. Và chuẩn bị sắp tới chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần để thầy tăng chúng ta thêm một buổi live nữa nhá. Đợi đến lúc thầy hết đau họng đã, thầy vẫn đang đau đó. Thầy đi khám thì bị đau, bị viêm dây thanh quản vì livestream nhiều quá, nói nhiều quá nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.